Vâng, xin chào các bác, các bạn. Nuôi ong thì chúng ta phải có một cái nhận định như này này. Nay là thứ sáu, ngày mùng 2 tháng 6 và 10 rằm tháng 4 âm lịch. Ở miền Bắc là nó có hai cái mùa, mùa lạnh và mùa nóng. Khi về mùa đông, đông lạnh, khi mà đàn ong chúng ta nhìn thấy mà nó không lè quân ra ngoài, gọi là bị đục bám cầu. Nhưng mà đến cái lúc đầu hoa nhãn ấy, thì nó ra đầy ngoài bán ngăn ngay. Khi nó rét nó lạnh nó sẽ co lại, co lại. Đến cái lúc vào đầu hoa vàng, bắt đầu thời tiết nó ấm lên là một, thứ hai là nguồn nó có là hai. Thì giữa cái mùa đông và mùa hè thì nó tách biệt khác nhau nhé. Mùa hè chúng ta cứ tưởng đông quân nhưng mà không đông quân. Chúng ta cứ nhìn thấy quân mà cứ ra ngoài bán ngăn này, bâu lên trên mặt xà cầu, cứ tưởng đông lắm nhưng không, không đông đâu, vì thời tiết nó nóng. Đàn ong về mùa hè đông thì chúng ta là phải rút cầu sau hoa nhãn, rồi chúng ta khôi phục đàn ong lại. Nếu mà như hôm nay mà trời nóng mà đàn ong của ai mà ba cầu nhé, ba cầu thì mới có ruột đẹp, nhộng vít nắp, ấu trùng vít nắp mới đẹp. Và đến bây giờ nó phải bâu ra ngoài cửa đấy, đêm chúng ta nhìn thấy nó ra ngoài cửa đấy, một búi to đấy, có khi được cầu quân đấy, lúc đấy mới gọi là đàn ong đông. Về mùa hè mà chúng ta nằm ở cái vùng mật keo mà thưa quân nhé, xin lỗi đi, chúng ta cứ nhìn cầu mà cứ đen xì nhộng mấy là ông bị bệnh ở đây, bệnh tuổi nhỏ đấy, nhưng mà nhiều kênh YouTube không biết là bệnh, dù phấn của đấy là chẳng qua là cái chuyện tham cầu, quân ít cầu nhiều. Thế thì để có một cái kiến thức bổ sung thì một số các bác tuổi già thì không vào được mạng Facebook, thì trên mạng Facebook mà có những cái của ai mà có những cái video rồi có những đàn ong đẹp thì tôi sẽ quay lại giới thiệu, nhưng mà chỉ làm hình ảnh dọc, là 9 và 16 dùng điện thoại. Thế thì hôm nay giới thiệu là từng ngày tháng một của trên mạng Facebook của là anh Sơn, tôi sẽ quay và đọc rõ từng ngày. Và tôi đã hỏi là riêng ông ở trên đấy là một hội nhé, hội một hội ở huyện Phú Bình hay là Phú Lương Thái Nguyên đã quay được 4 vòng, nhìn cái cầu nhộng và mật vít nắp người ta làm rất nhịp nhàng đấy, là thành nhà một cái nhóm, gọi là một nhóm hay tổ nuôi ong hỗ trợ nhau rất tốt. Đấy, thì các bác các bạn nhìn rồi chúng ta bổ sung ngay đàn ong nhà chúng ta. Còn nằm trên mật keo hầu hết mà quân đã thưa là ít mật, lâu không được lấy mật mà nhộng ít, đặc biệt là nó ở keo nó hay phá bệnh, chúng ta đặc biệt chú ý bệnh đôi nhỏ này. Tối nhét ra nhưng mà ong nó dọn nhưng mà có biết đâu, để thật tinh. Mời các bạn đón xem. Vâng, đây là của anh Sơn này.
Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em quay ong lại nuôi ong. Này là tôi hỏi là mấy vòng rồi sếp ơi. Đấy, anh ơi, nghe là được 4 vòng rồi. Ta đi sâu vào từng phần một. Anh Sơn ở tại Khe Mô, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Đây là quay hôm thứ 5. Chắc còn ngày hôm qua. Thôi thì anh em bây giờ là 10 giờ hơn rồi. Giờ đến giờ ăn cơm anh em nghỉ quay ong rồi sang chuyển sang giai đoạn này. Nạp năng lượng rồi. Anh em là nạp năng lượng rồi. Lấy lại những cái mà sáng nay mà đã vứt đi. Đấy, hôm qua là thứ 5. Năm mà nay cứ thứ 6 nhé. Là quay ngày hôm qua này. Đây, chúng ta xem cho chú Chính tiếp tục ăn hầu. Đây. Đây là chú Chính, ong nhà chú Chính đây. Đấy. Hôm nay là đang trang trại ong nhà chú Chính trên nông giàn. Để chú ong chú Chính này thì vẫn là em Hưng. Đấy. Em Hưng em đang rũ ong cho chú Chính đây. Đấy. Chào, xin chào mọi người. Đây chú Chính đang xách cầu đây. Chú Chính ngửi cái mặt chào anh em tí. Mệt quá. Nắng mệt. Cao quá. Đây là chú Sĩ. Đấy, chú Sĩ cũng đang vào cầu cho chú hộ chú Chính. Đi xa xa kia là chú Tuấn. Chú Tuấn hôm nay thì vào cầu hôm nay là vất vả, là không nói năng câu nào, không thèm nói chuyện nữa. Vào cầu nhiều quá hôm nay không cả buồn nói chuyện nữa. Đặc biệt chú Tuấn hôm nay có cái áo ong hơi khác mọi người tí. Cái này cái mũ cầu thôi nhá. Cái này cho một cầu này nữa thôi nhá. Cái mũ hơi khác mọi người. Cái mũ này là đáng nhẽ là những anh em nào mà may mũ là phải học theo kiểu cái mũ như này nhá, cho anh em đi quay ong nó mới khác khác đi tí. Các ông còn sáu mấy cái đồng sáu chơi mơi thì dân ra các ông biết rồi ạ. Còn đây là ông toán quay ở đây, cái sao quay phim thì chạy đi thế. Chào nhá. Ôi chào, mất hết mặt rồi. Chào mọi người nhá. Đấy, ông Toán chào này. Chào tất cả anh em trên Facebook. Ông Toán chào mọi người này. Vườn ong trang trại ong của chú Chính rất chi là đẹp. Đây. Thôi mình cũng xin phép dừng video ở đây thôi, mình phải đi rũ ong cùng với em Hưng thôi. Nếu không thì tí nữa mọi người về không cho mình ăn cơm thì chết, mình không biết ăn ở đâu. Thôi xin chào mọi người, chúc cho mọi người có buổi sáng vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tất cả mọi người đây đều đông đủ. Cái đặc biệt hôm nay nhà chú Tuấn, chú Chính có một bữa. Chào mọi người nhá. Hôm nay anh em quay ong lại, nuôi ong lại, đi quay ong cho chú Chính. Hôm 29 tháng 5 đây. Đấy. Quay mặt của nhà khác nhá. Đấy. Chúng ta nhìn cầu ong mà mặt vít nắp rồi là chúng ta nhìn nhộng. Nhiều tuổi nhất nhưng mà sách thì vẽ hết cả mông ra. Đây là ong nhà mình. Đây, ong nhà mình hôm nay đây. Mặt thì đến đây. Mặt hôm nay cũng rất chi là nhiều, ong cũng đẹp, mặt cũng cơi tận nắp. Đấy. Mới làm có một tí đã đổ sáp đã đầy này rồi. Đây là ông Toán, nhà ông tận trong Văn Hán á. Ông ấy chuyên gia sách cầu cùng mấy chú Chính. Đây là chú Thiểm, vẫn chú Thiểm mọi khi vẫn cắt cầu, cắt sáp mật. Đây anh Hòa này, anh cắt này. Đấy, anh Hòa cắt. Đây là anh này mới. Anh Hoài thì anh mới học cắt nhưng mà anh học được khoảng độ 40 năm rồi. Đây
8 này. Nhóm này cũng ăn cơm nhá. Đây, 28 quay mật, không biết quay mật nhà. Mấy anh em đi xấu lại đi quay ong cho ong nhà em hơn nhé. À, đây trang trại ong của nhà em hơn này. Đấy, hôm nay một màu xanh tuyệt đẹp, ánh nắng chói chang đẹp nhá. Ong của em hơn rất là đẹp, đông quân cơi tận nắp này, thùng ong này, cầu ong này. Cầu ong này. Đấy, mật. Đây nhá, cầu nhá. Nhộng này. Đây cũng nhộng này. Đấy. Để vào cầu cho em Hưng thì hôm nay có chú Tuấn. Chú Tuấn thì chuyên gia vào cầu rồi. Đấy. Chú Tuấn đây, chào mọi người cái nào. Hôm nào không có tiền. Đấy, hôm nào không có tiền, chú chỉ chào thôi. Hôm nay chú qua chú ấy hát karaoke nhiều, hôm nay nó bị vỡ thanh quản này không nói được. Đây mọi người xem trang trại nhà em Hưng nhé. Nhưng trại ong nhà em Hưng hôm nay thì có cái rất nhiều cái đặc biệt đấy, nhưng để tí nữa mới nói để cho em Hưng xem cái ong ơi. À, ong đẹp chưa đấy. Em Hưng hôm nay thì chính em Hưng này rũ ong cho nhà em Hưng. Đấy. Mùa mật thì cũng mọc mật thì rất chi là nhiều, ngon, đẹp. Ở dưới tận nhộng thì mọc. Đấy, cơi tận nắp. Mật thì xây ong để thưa xây cả lưỡi mèo. Đấy, ong đẹp trai chưa? Đấy, đẹp trai nhất bản này, đội ong đấy. Nhất bản cháy đấy. Bản đấy ong ấy. Đây chuẩn chú chính. Đây đẹp chưa? Chú chính đây này, chú chính hôm nay đi thách cầu ấy. Ông này nó chịu đẻ. Chính đi thách cầu. Cái đặc biệt nhất là hôm nay mọi người có nhìn thấy cái gì không? Đây là cây chú Chính ơi, ở kia còn sót một đàn chú Thanh. Đâu? À, đây là cây gì nhỉ? Cây sim. Đây, gốc bẹn vào nhau to như thế này. Đấy, mọi người nhìn cái sim to chưa? Ở xa kia là anh em ăn em quay không? Đấy, cây sim nhá, mình cho mọi người xem cây sim này. Nóng quá. Đây, cây sim này. Hoa là tuyệt đẹp luôn. Đấy, cây sim. Cây sim quá to luôn. À, hoa này. Bây giờ cuối vụ hoa rồi, có quả nhớ rồi, sắp chín rồi. Sau này lúc nào mà chín thì anh em nào mà muốn trở lại tuổi ấu thơ ăn quả sim trên rừng thì cứ lên đây, lên nhà em Hưng nhá. Ăn sim chấm mật ong. Để thách cầu nữa, ông Toán nó thách cầu này. Đây. Đấy. Thôi video mình hôm nay thì mấy anh em quay ong ở đây thì tí sẽ có về nhà em Hưng ăn cơm cùng với gia đình em Hưng để chúc mừng em Hưng bội thu vụ mật. Đây chỗ này là chỗ quay mật này, hôm nay nắng quá nên là các chú với các anh em là chuyển đến gốc cây để quay cho nó mát để cắt cầu hôm nay thì, mật hôm nay thì vẫn có chú Thiểm. Vâng, cứ khai thác thì đội quân này lại liên hoan quay đổi với nhau rất là mời mọi người cùng bữa anh em quay ong nhá. Vâng, giờ tôi sẽ quay rất nhanh 21 tháng 5 này, cách chỉ hơn chừng ngày thôi. Xong bây giờ lại xuống đây quay ong cho chú Chính, chú Sĩ. Đây là chú Chính chuẩn bị thay cầu, còn đây là em Hưng. Em Hưng rú cầu em nhá. Đây, xem ong của ông Sĩ nhá. Hôm nay có nhiều nhớ rất chi là giống đàn ong kiểu gì đột biến nhá. Hoa kháo. Đấy, cầu vàng một cách mà khủng khiếp luôn. Đây là cây kháo ở dưới đúng không? Đấy. Đấy, mày, rồi chưa? Vàng chưa? Vàng kinh khủng luôn, đẹp.
mật ớt xin là vàng này, cầu vàng này. Đấy, cầu ớt xin là vàng gì mà để đúng là kỳ kháo như thế. Anh em hôm nay sẽ quay riêng cái số mật này ra để xem nó như thế nào, giá trị rất chi là cao nhé. Phải 500.000 một lít mật này. Đây này, em này em Hưng đây là đấu. Em Hưng, em Hưng rũ ong phải nói là tuyệt vời, không cần bình khói mà vẫn rũ được ong. Đấy, đây em rũ tiếp đàn thứ hai để chú kính khách về. Đấy, chú xí hôm nay rất chi là đẹp nhé, toàn 3-4 cầu. Đẹp. Đây, mà mật hôm nay thì rất chi là vàng. Ngày xưa ở đâu có một tổ đấy, vàng kinh khủng luôn. Đấy, cây gì được. Đấy. Mà không phải là củ đéo ông đốt rồi để đấy, cầu em Hưng rũ này, chưa có cần khói gì đâu. Rất chi là im. Đấy, cầu ông này vàng rũ luôn. Đấy. Đây vàng vàng. Hôm nay có cả chú Tuấn ở đây, mọi người ở đây đều chú Tuấn hôm nay chuyên gia vào cầu rồi. Đen rồi. Đấy, mật thì quá già luôn mà cầu sách thì vàng. Chính chú đang cho vào đây cầu để sách về đấy. Đàn như thế này thôi chứ không phải được cả trăm đàn như thế này. 99 đàn như thế này. Trăm đàn thôi. Đây ông Thiểm này. Đấy, ông Thiểm cũng phải cắt rất chi là vất vả. Chỉ có hoa rừng mới có loại màu này chứ không đấy. Hoa tháo đấy. Mật này thì cát bà làm sao mà lại như ông này được. Đấy. Đây nhá, anh Đinh thì hôm nay vẫn quay tay cho chú Sĩ, mà anh Đinh thì chuyên quay tay rồi. Anh Đinh chào mọi người này. Đấy. Kết thúc video ở đây và anh em hôm nay để về nhà chú Sĩ ăn bữa cơm. Vâng, xem nốt cái quay mật ngày 21 tháng 5. Ở xóm một Khe Mo Đồng Hỷ lại có sự kiện tổ chức quay ong. Đây là cây sim nhà anh Ninh. Đấy, đây là khu vườn rừng đồi nhà anh Ninh. Đấy, chỗ nào cũng thấy sim và cây. Đây là trang trại ong. Đấy, còn hôm nay chỗ quay mật nhà anh Ninh đây. Đấy, quay mật hôm nay thì cầu nhộng rất là đẹp nhé. Cắt thì mật hôm nay cũng rất là đẹp và tươi sáng, mật cơi. Để cắt mật hôm nay thì không có gì thay đổi cả, vẫn anh Hòa và chú Thiểm. Quay tay thì anh Ninh rồi, không trượt rồi. Thay cầu hôm nay thì có ông Toán. Đấy, ông Toán thay cầu. Chào nhá. Ông Toán thay cầu, chào. Rũ ong hôm nay thì có em Hưng, chú Chính đang xách cầu vào đây. Mật đẹp chưa? Đấy. Xách vẹo với sườn đấy này. Ừ. Đấy. Chú Chính thì ong rất chi đẹp mà chú thì nổi tiếng xách cầu rồi. Xách cầu gọi bình thường là lái xe rồi. Chưa lái xe. Động vào ước. Mật nhậu rất đẹp. Nhà anh Linh thì ở xóm Ao Dô 1 Khe Mo Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên nhé. Đây là nhà anh Linh này, đây là khu vườn này, trang trại ong này, đất tân này. Đấy, anh em nuôi ong thì toàn phải ở trong rừng này, có được ở ngoài phố đâu. Vâng, đội ong và tất cả có 5 người đây. Đấy. Đạp xe du lịch. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 19 tháng 5 này. Mấy anh em với ông lại đi quay ông cho ông Toán trong Văn Án nhé. Ông của ông Toán hôm nay là đẹp luôn này. Mật thì cơi tận trên nắp nhé, nhộng nhé. Đấy, rất chi đẹp. Để cắt mật cho ông Toán hôm nay có chú Thiểm nhé. Có hai anh rất là vất vả này. Mời công nước này. Hòa. Anh xin nhé. Em Hưng đang hỗ trợ mấy anh nghe. Mời nước anh đang khát mồ hôi, anh nóng quá. Cảm ơn nhé. Không có người. Còn là nhiệt tình luôn, mời nước chu đáo. Không em Hưng đi giúp ông đã về đấy rồi, mà đã mời nước rồi.
Còn quay tay hôm nay thì ngoài anh Linh ra thì chắc là không có ai tuổi gì để quay tay. Quay tay. Và khách cầu hôm nay thì có rất chi là nhiều khách cầu, có cả mấy em con trai nhà chú Toán cũng khách cầu hôm nay. Và hôm nay thì anh em nuôi ong, tí lại ăn cơm nhà ông Toán nhá. Anh em mà ở gần Văn Hán thì cứ vào nhà ông Toán ăn cơm. Tội đâu thì ông Toán ông chịu, ông Sơn ông không chịu đâu. Đấy, này mất điện nóng. Đi từ ngoài vô. Vâng, một gọi là nhóm ong có 5 người này, chúng ta chọn. Đây là hôm 17 tháng 5. Bây giờ bắt đầu. Chào khán giả nhé, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay gia đình nhà chú Chính ở trên nông giàn lại quay ong nhé. Mấy anh em đam mê nuôi ong lại đi quay hộ nhà chú Chính nhé. Đây chúng ta nhìn này. Đó. Khi mà mật đẹp, vít nắp, mình lại số nhộng là nó phải tương xứng với nhau nhé. Còn nhìn vào cái cầu mà cái đen xì bằng vất đi. Ê, chú Chính, chú chuyên sách cầu rồi. Chính chào khán giả tí nhá. Hôm nay rất nhiều mật nhá. Mật nhà chú Chính thì nói là cực kỳ đẹp nhá. Mật thì hôm nay rất là sáng mà mật cơi trên nắp này, cầu đẹp chưa? Mật vít trắng nhá, đấy. Rất là đẹp. Để cắt mật cho chú Chính hôm nay thì đam mê mặc cho người ta cười hay người ta khen chê, đam mê vượt qua nhiều lúc cố gắng biết sẽ không dễ mà. Vâng, để kết thúc cái video này thì đây cái đoạn phải loại cầu nhé. Thời gian này là đam mê mặc cho người ta loại cầu vào là ngày mùng 10 tháng 5 mới được qua khoảng đến nay mới là 22 ngày rồi. Thì vừa xong rồi chúng ta cầu mình đây nhé, mà cười nhé, cười tháng 5 một số hình ảnh của các bác nuôi ong trên mạng Facebook mà tôi sưu tầm lại. Để qua cái mặt hè. Thì vẫn có anh Hòa. Anh Hòa thì lâu lâu từ hôm 17 tháng 5 nó cũng không xa lắm. Nhìn ong nuôi là thấp nhất là cũng phải được như các bác tổ nhóm này đấy. Nhóm ong này là nuôi ong rất đồng đều. Chúng ta nhìn bầu mật và nhộng ít nắp. Đấy là cái điều quan trọng nhất của trong cái vụ mật hè để chúng ta tham khảo. Ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt, bye bye.